Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện những thành phần còn lại của ngôi nhà. Đầu tiên, các bạn cùng tôi sẽ vẽ dầm cho những cái đối tượng tường này. Chúng ta chọn khối bóc. Bắt điểm 3.0. Kích hoạt chế độ bắt điểm vertex. Chúng ta trỏ vị trí sang ngoài cùng này. Zoom nhỏ lại. Nhấn chặt cái con lăn. Tới phần dưới này, các bạn bấm vào đây. Sau đó bỏ tay ra, kéo lên trên. Khi kéo lên, chúng ta sẽ kéo bằng cái đường này giống qua. Sau đó các bạn trượt phải, chuyển đổi đối tượng qua đối tượng nâng cao poly. Các bạn chọn vị trí này, polygon. Chọn lệnh chuyên chọn đối tượng, chúng ta sẽ kéo chọn bề mặt cả trên lẫn dưới. Nếu muốn kiểm tra, chúng ta sẽ xoay bên dưới xem nó đã có màu hồng chưa. Sau đó các bạn trượt phải màn hình, chọn insert và gõ vào đây thông số 150 và đồng ý luôn. Bấm vào lệnh Bridge kết nối để làm rỗng bề mặt này. Nhấn số 1 trên bàn phím. Chúng ta kéo các đỉnh ở đằng trước này. Ra bằng cái vị trí này. Đây là phần đua ra của mái nhà. Nếu nó thừa ra một chút, các bạn bấm cái đỉnh này chúng ta kéo lại. Nếu bạn nào kéo không được thì nhấn tổ hợp phím Alt D để kích hoạt chúng ta ràng buộc một trục. Thì trên bề mặt tường này chúng ta cũng có một cây dầm chịu lực. Về khối bóc, chúng ta bắt điểm và vẽ tiếp. Kéo bằng vị trí trên này. Chọn khối này. Chuột phải ép tắt. Hàn đối tượng này thành cây dầm của ngôi nhà này. Sau khi hoàn thiện dầm, chúng ta vẽ mái. Thì thông thường độ dày của mái bây giờ khoảng 8 đến 10 cm. Tôi vẽ như sau. Các bạn cũng kéo tại vị trí này, chúng ta kéo ra và cũng đẩy đi. Bắt vào vị trí đầu này. Chúng ta sẽ đẩy lên. Cứ nhập khoảng cách bất kỳ. Sau đó các bạn nhập vào đây chiều cao. Tôi làm tròn 10 cm, tức là 100 mm. Các bạn thấy rằng mái ở đây chúng ta đua ra đằng sau một chút nữa. Chúng ta convert chuyển đổi đối tượng này qua khối nâng cao poly. Nhấn phím số 1. Chọn vị trí này. Các cái đỉnh. Cầm đầu trục Y chúng ta kéo. Và canh giống bằng cái thành phần đua ra đây. Ở đây nó đua ra 250 mm. Tôi chọn hai đỉnh này. Kích hoạt chế độ này và nhập vào trục X. Trừ 250. Bên này cũng vậy. 250, Enter. Các bạn để ý thấy thì cái mái chúng ta đã cao lên một khoảng nữa. Cái này là do xây gạch tầng 10 để che chắn nước, để tránh chảy về đằng trước này. Các bạn chọn polygon, chọn đối tượng này, insert và 100, enter. Bây giờ chúng ta chọn bề mặt chúng ta vừa insert đây, nhấn shift để chọn xung quanh. Sau đó các bạn ép chút. Tôi cho lên khoảng 200. Còn nếu các bạn muốn biết chính xác kích thước thì chúng ta bật file cast lên đo. Sau khi đo xong các bạn có thể nhập chính xác kích thước vào đây. Còn ở đây tôi giả dụ chúng ta không biết chính xác kích thước, tôi cứ đồng ý. Sau đó các bạn cầm trục Z này, các bạn kéo lên bằng cái mép cái đường line này, vậy là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cái bồn hoa. Các bạn chọn khối bóc, bắt điểm đúng vị trí, thu nhỏ lại và bắt nó vào vị trí này. Sau đó các bạn đẩy xuống dưới, trừ 10. Bây giờ tôi bắt đầu hoàn thiện các cái thành phần bồn hoa ở đây. Tôi kéo khối bóc từ đây ra. Tôi lên khoảng 190. Và đây nữa. 190. Bởi vì tôi biết tổng chiều cao của bồn hoa này là 200. Tôi đã kéo xuống 10 rồi. Vì vậy tôi phải kéo lên 190 nữa. Sau khi hoàn thiện xong, chúng ta cần chôn chọn các cái đối tượng này. Phần dưới nữa các bạn. Chúng ta nhóm nó lại. Bây giờ các bạn khóa đối tượng này bằng phím Space trên bàn phím. Chúng ta cầm trục Z kéo lên theo cái chiều cao. Nếu mà thấy nó không được thì chúng ta mới nhấn Alt D. Còn thế này là được rồi. Chúng ta không phải nhấn nữa. Cầm cái đỉnh này.
kéo bằng cái mép này. Vậy là bồn hoa đã đúng vị trí của nó. Để nhanh, các bạn nhấn phím S trên bàn phím bỏ bắt điểm, giữ Shift kéo theo trục Y, chúng ta sẽ sao chép đối tượng này. Bây giờ tôi nhấn phím E trên bàn phím để xoay đối tượng này 90 độ theo trục Z. Chúng ta di chuyển đối tượng này vào vị trí tường. Để chính xác, chúng ta so hàng. Các bạn nhấn phím Alt Plus A, ấn vào cái tường này. Bỏ lần lượt ba trục đi. Chúng ta chỉ so sánh đối tượng theo trục Y thôi, vì thấy hướng của trục Y. Ở đây tôi chọn Mask đối tượng thứ nhất, Min đối tượng thứ hai, chọn Y. Thì cái bồn hoa chúng ta vừa tiếp xúc, chúng ta OK. Để chính xác hơn về kích thước, chúng ta cần phải làm như sau. Qua Modify, các bạn bấm vào Modify List, nhấn phím E, chọn Edit Poly, chọn số 1. Nó sẽ tác động tất cả lên cái nhóm này để chúng ta kéo và chỉnh sửa đối tượng này. Nhấn phím S trên bàn phím để bắt điểm. Các bạn nhấn chặt vào cái đỉnh này, kéo này. Vậy đã chính xác rồi. Còn bên này chúng ta làm điều tương tự. OK. Ở đây chúng ta thấy đối tượng này hơi thấp là do cái mặt đứng của ta bị dịch vị, chúng ta chưa kịp chỉnh sửa lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau chỉnh sửa lại đối tượng này. Nhấn phím số 1 trên bàn phím. Chọn các đỉnh này. Các bạn kéo lên theo trục Z và gióng bằng đỉnh này. Đối tượng của chúng ta đã hoàn toàn đúng và chính xác. Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Shift S trên bàn phím để ẩn các đối tượng 2D. Để nhìn xung quanh xem chúng ta còn thiếu vấn đề gì nữa không. Tôi nhấn Shift S lại. Ở đây chúng ta còn thiếu các bậc thềm. Vì vậy chúng ta cùng nhau hoàn thiện. Các bạn chọn Line. Tôi vẽ từ đỉnh này. Mỗi bậc thềm của chúng ta cao 140 mm. Sau khi vẽ xong, chúng ta qua Modify, chọn lệnh Add Trục và gõ đây thông số 140. Ta sẽ so hàng sao cho điểm thấp nhất của đối tượng này bằng thấp nhất của vai móng. Nhấn Alt Plus A, bấm vào cái vai móng, chọn Min Min theo Z. OK. Chúng ta lần lượt vẽ các đối tượng tiếp theo. Ad chút. Chúng ta so hàng tiếp. Min và Max. OK. Bây giờ tôi nhấn Shift S lại. Coi như chúng ta đã hoàn thiện xong các thành phần của ngôi nhà rồi.